Hello, hello, hello. Nghe này làm gì vậy? Hello bạn. Hello bạn. Hi Lily. Hello mấy gì nè, hello mấy bạn. Kìa. Ra đây có gì? Nhà tao phá rồi hết trơn rồi. Đừng hồng vô nhà tao. Ra đây có công chuyện mới vũ ra chứ ai đâu mà vũ đi khơi khơi cái trời. Hồn của ba. Trơn ở cả nhà trời là đi ở gì trời. Bà già tao nuôi mới làm ba lặng mày. Cái ông nói tao mẩm mẩm tao kêu bà già tao đốt nhà ông luôn. Lại đây chơi. Giờ tôi phá cửa rồi vô không được đâu. Vậy. Tôi nói mọi người nè, bây giờ là thiếu ai? Thiếu đáng là đáng đi công chuyện dài. Đáng không có. Đáng đi Bến Tre công chuyện ở Bến Tre dài. Có bây giờ là ở đây nhưng mà vẫn thiếu. Thiếu là Hân Nguyễn Hải với ai? Vợ chồng Sơn. Ta vợ chồng Sơn. Bữa nay Sơn Sơn cái miệng nó xíu xẻo vậy. Nó là tao nhiệt nguyện rồi cứ xéo hoài. À. Đi nghẹp á, nhà bởi gì nè. Rồi, rồi, rồi kêu lại làm gì? Nè. Đây làm gì? Chào con cửa dân kêu quần chơi. Bữa nay anh lịch sự dữ. Bữa nay anh lịch sự dữ. Cái chuyện nãy tao xì luôn mẹ tao ướt hết. Ra đây nè, đứng chung đây nè. Ở đây đứng chung nè, chơi chung. À cái áo này nè, dở mới mua chảnh nè. Qua. Hello tất cả các bạn nha, thì đây là tiếp tục bây giờ buổi tối thì xếp hàng nè, xếp hàng mình sẽ không có cái gì tại bây giờ mình sẽ mua đi mua đồ về, mình sẽ làm một cái gì đó ăn uống anh em tập trung đúng không? Tại lâu quá rồi mình không có làm ăn buổi tối để tập tụ họp anh em lại. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ hết trơn, xong mình gọi anh Hải qua nha mọi người. Anh Cảnh. Ok. Quần ông mình nấu nấu rồi. Đúng rồi. Không nấu nhà anh đi. Ấm rồi. Phá cửa rồi. Cửa nào cũng vô được chứ. Phá cửa rồi. Vô được chứ nè. Rồi phá được, phá cửa rồi gọi vô không có được đâu. Ai vô. Phá cửa là gì? Phá cửa rồi nhà đông lắm. Mà vô trỏng là báo động đó. Nhà em mới gắn báo động đó. Vô. Không được đâu, nhà mày gắn báo động mà vô không được đâu. Báo động. Mày mở cửa là nó báo liền. Báo động. Cho báo luôn. Bây giờ thời. Số công an xã đâu mà trừ. Bà Tư ơi, vô ông chợ bà Tư ơi. Ai sao mở cửa được? Gian, tại vì camera sẽ quay lại hết hành trình. À, lúc nó mở cửa nè, lúc nó vô đoạn nhà anh nè. Cái anh quay lại hết trơn không được cho công an. Bước đi vô có gặp em không? Gặp luôn. Gặp luôn rồi hả? Nhưng mà có ý định không, có ý định vô nhà anh không? Không gì bỏ bằng bên, anh sẽ xóa. Xóa thằng tiểu mình đó, anh có thấy không? Cà cam gửi cam nha. Đây không, Cảnh mới nói gì vậy? Nói cà cam gì? Là cam. Là cam. Bây giờ vậy nè. Để không chờ lâu nữa. Mình có vị trí để mình nấu nướng nữa bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ rồi xong mình gọi Hải ra thôi. Mấy bạn đâu mình nè. Đi gì? Mấy bạn đâu mình nghe. Gì đâu có bò né em giọng nữa mấy ba ô mấy ba. Không. Rồi, bây giờ nè, bây giờ nè. Có số Hải đen nè, Hải đá nè. Thì Hải đá. Hải cà lâm. Hải đá thử cái đi. Thì Hải đá cái. Rồi đi đi. Mà ông đó ông bự con lắm. Tôi béo không? Ông bự hơn tôi béo gấp đôi tôi béo bạn. Béo cũng lợn tôi béo. Rồi bây giờ điện Hải đen đi. Hải đen hả? Điện Hải đen thử coi. Đâu có ông điện đó. Điện rồi bắt mớ gì điện nó làm gì? Hỏi hai chồng đang làm gì. Giờ này giấc ngủ hai chồng cái ôm với nhau nè. Mày ơi, mày muốn ngọt vô vô. Để trồng son hả? Đây. Alo. Alo. Em Mỹ Đen. Rồi mày thiếu tiền tao nào mày trả? Mày thiếu tiền nào mày trả? Mày thiếu mấy thằng thiếu hay quên lắm. Ông nội không trả thôi. Ủa nội. Ủa nội này. Chậm cái nhiêu rồi. Mày chậm cho đang xuống. Nè nè. Nhân vật chính à, nhân vật bắt chính đông đông. Trong các cả buổi tiệc em là nhân vật chính thì hôm nay em sẽ bị dính tật tảo. Cái tên thằng lâu chưa? Đâu rồi? 3 năm mấy, 2 năm gì đó. Xe lăn bánh xe lâu đi Bình Dương. Alo Hải hả? Hải hả? Anh đang ngồi không trời? Cái gì? Anh đang đâu rồi? Anh đang nhà anh hả? Tôi béo kêu hỏi làm gì kìa. Ai? Tôi béo quá. Tôi béo chết rồi. Em chết tôi béo. Ê, tôi béo đang đây mà. Đang nhà anh nè. Trời ơi, đâu rồi, đang đâu rồi. Trời chứ lại nhà anh chơi. Đang ở đây nhà
Làm gì? Ra nhà anh Cảnh mua đồ về nấu ăn nè. Ngồi chơi thôi, để mấy anh nấu ăn thôi. Ẩm thực đến khuya. Chắc không? Chắc, nắc dầu. Có, anh hãy đem cái bọc ra, đem cái bọc ra luôn nha. Đủ ly với anh ơi. Ừ, đủ ly với, chở ly ra luôn nha. Kêu ly đem cái bọc ra. Chở ly ra luôn. Thì anh chở nó ra luôn đi. Em kêu ông Ly lên rồi đó, anh chở ra đi. Nhớ để em bọc ra nha. Cái bọc hả? Ừ. Mấy cái? Để em qua đường kìa. Mấy cái kìa rồi. Ba bốn cái đó đem thí đi. Bốn cái đi, tặng đứa một cái. Bé một cái. Ờ, đúng rồi, được á. Mà vàng vàng nha. Anh ơi, em có lấy bột cứt đâu, cũng lấy bột khác nha. Bột xanh. Bột xíu. Rồi, vậy nha, lỡ lại nha. Lỡ lại nha. Học bằng anh em đầy đủ đi nha. Rồi, okay. Okay, ok. Bye bye nha. Thôi, thôi. Đem bốn cái bọc. Đem cọc khăn lại. Rồi, bye bye nha. Rồi, đó. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ bạn để chào đón Hải lại nha. Chuẩn bị hàng đây, đừng chuẩn bị đồ. Chuẩn bị hàng hả? Ok. Xe lăn bánh, xe lô đi bình với. Anh điện tao, anh điện tao. Alo, nghe anh Hải không? Nhà tôi chờ 5 phút, ông biện lên tôi có chờ không ạ? Tôi lên tại nhà, rồi chưa tới chút luôn. Tôi cứ ở trong phòng cậu, không phải là phòng cậu. Đang đi mua đồ, tính ra nhà tôi béo nè. Đang đi ra ngoài nhà tôi béo nè. Tôi lên tôi nên nghe lời mấy ông không tin ngoại không? Trên đường lần đi, trên đời này em không nên tin ai nha. Chỉ tin trong tem thôi, đừng tin ai. Thằng nào cũng thật thà, dũng cảm. Bây giờ em nói anh nghe nè, bây giờ mấy anh em đi mua đồ là sẵn đi ra nhà Tư Béo nấu luôn. Tại nhà anh Cảnh là ông Tư với cậu Tư Ba Tư á, là bán lớn rồi. Tuổi ngủ rồi, nấu được. Tư Béo mua gạo chứ đi bán. Rồi ra đi. Mày đi vô dịch đi nghe Sơn. Dạ. Rồi rồi, vậy đi, vậy đi, đi. Chết trong chuyến này, xe lăn bánh, xe lô đi Bình Dương. Bây giờ mình sẽ đi ra nhà Teo Bứ thôi. Đi nhà nè, mau, lâu, lâu. Few minutes later. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi. Tình dù chưa phai không tranh được tử ly. Mà chú xưa nay thế gian quanh mình vẫn luôn luôn làm những pha hợp hồn. Xung quanh dâu đối tốt với mình sẽ luôn cho họ những pha hợp hồn. Mình hết lòng vì bạn hôm qua, sau này bạn chơi lại cu hết hồn. Mình hết lòng vì bạn hôm qua, sau này bạn chơi lại cu hết hồn. Hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn. Tao mà lộn lộn tao cả rồi. Ê, ê, ông Hải gan thấy ghê. Hải thiên ly gan thiên pháo nổ trời.
ơi ông chọc cái gầm luôn. Ê, đâu có dọn có chạy không? Đi bảnh đây. Ê, kiếm coi. Má mũi kiến căng không chết. Ba ơi chạy quảng không? Bỏ dép luôn. Đi rồi không vậy? Giỡn. Giỡn. Ê, chạy vô nhà rồi đó, đi nhà không kiếm không đây? Đi, 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 đi. Đi, 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 ở đây là đây đứng nữa nghe nè, kêu anh Ly đủ uống ga đi, nói với anh Ly là ở ngoài, ở ngoài đây không gặp gì chứ. Trời ơi, trời trời, người ta góc rồi. Ừ. Đi đi đi, không có gì đâu, Ly không có sao đâu, cho anh thôi. Đi đi lại chỗ cũ nãy á, đủ rồi chỗ cũ đi, nên đâu gặp, đâu gặp gì đâu. Ê, mày cầm đôi dép chỏng không có tin cái nữa. Ai người ta góc luôn đó hả? Ừ, cho kêu Nguyên Ly chơi tới đi. Chơi chỗ cũ không? Ừ, chơi nhiêu chưa đã đâu. Đây về nhà rồi. Phải điện ổng, phải điện ổng. Ly. Điện gì đi vô giọng ngủ luôn. Anh điện thôi ổng rồi, đâu rồi, lâu rồi. Điện ổng bắt máy không? Anh điện cái. Để tập. Hỏi mấy mày hỏi luôn. Hỏi Ly đừng, Ly đừng hỏi. Ly hấp rồi, đừng hỏi, hấp hỏi. Ly đừng nói chuyện, Ly đừng. Không nghe máy chạy. Nhanh đi ba ơi. Sợ mai. Alo. Đi chợ. Nội. Đâu rồi anh, ra lẹ anh ơi, mua đồ gì hết nè. Nhanh đem nội đi nào. Thiếu mình anh ông á. Không Ly chuyện Ly đi té cái chỗ nhà của ông lượn xíu không mấy con ma. Ma gì? Không ma cỏ, đâu là chợ ở đây đó giờ mà sợ ma, ông cứu đội đây đó giờ làm gì có ma mà ma. Thời kỳ biết thời kỳ. Kệ đâu. Sao ông nói dốc quá rồi, sao ông lại ông kêu nhỏ đi dài mà ông chơi kiểu bỏ nhỏ giữa đường vậy? Bây giờ tao không gánh đâu. Ông nội gì trời? Đó, đi thẳng ngủ đi. Đúng rồi, em nó không có ma nghe. Em nó không có ma. Rồi đi thẳng đây. Đi. Anh đi ngành đi lại. Sẽ mấy mấy mình lại set up lại lại. Ok, đi đi đó, đi. Em đi ngày đây. Em đi ngày đây. Ừ. Đi đây, mình lại đây. Rồi đi thẳng. Rồi bạn đầu mình xuống nha các bạn. A few minutes later. Giờ rồi đi về đi. Mọi người đang đợi, đang nói đang ăn nè.
Em bơi đừng khóc không tôi trước mà sẽ bắt em đi em ơi, đừng lo em ơi, đừng cho tương lai vượt tắt sâu trong màu mắt có chút ít mưa phút của chia ly với em đâu hề sai, em đâu hề sai cho mai cho tim đắng. Không có tương lai cũng chẳng có tương lai, bao đêm nhìn bao mong con tim em nhìn lại nỗi nhớ đây. Mà chú lên rồi. Này, nó có mày coi. Này, bập bập bập. Tỉnh. Vậy, đâu có đây không nội? Đâu đây? Chưa cả mấy ăn xong cả. Tự là chọn nội bị má giấu vậy, đâu đây vậy? Dạ. Đâu vậy? Vậy, được rồi, chưa cả mấy ăn xong ra trời. Đâu vậy? Vậy, rồi. Đâu vậy? Tin gì? Chạy luôn nhà giống luôn rồi kìa. Bọn chạy tới đây được chứ. Đi nhà kìa. Má mệt luôn coi. Ê, ông có bị gì không? Bị gì không? Không biết mấy mình lại luôn. Hả? Sao? Mệt đi quay. Nhỏ này nó chạy đi đi. Ông chạy vô. Ê, này ông nắm xíu nó tổn quần đi. Em á. Ông nắm cái giò em cứ ngắm luôn mà còn cắn nữa. Không có. Ông cắn giò luôn hả? Ừ, ông xấu gì nè mà mấy anh kêu đi hoài đi có được đâu. Má kiếm ngựa cắn quá trời cắn rồi mày. Ai kêu ông nước cho mùa cỏ hả chị? Thôi chứ không lẽ đứng ngoài đường. Sao vô tới đó được. Thằng chó này. Thôi bay. Để kiếm nó. Rồi kiếm hải coi. Thôi thôi khỏi kiếm đi. Đi vô giọng là bác công ông xỉu nữa đó. Giờ mình kết thúc luôn đi nội ơi. Ừ, bữa sau tôi kiếm. Ừ. Sẽ kết thúc xe đưa người ta đây nha các bạn. Các bạn có thích thì comment dưới mình sẽ làm tiếp tục nha. Bye bye.